mày đâu rồi? Hải Đăng ơi! Trời đất ơi, ông nội ơi, người ta đang thi tài tử, đi vô. Đi vô cha ơi. Ta, chỗ này thi tài tử hả? Mày nói đờn để cho tía hát bài coi, tía quốc bài cổ bản coi. Đất đất ơi, đờn ta dẹp hết trơn rồi, trao giải rồi, hát cái gì nữa, muốn hát năm sau hát. Mà tía, hát. Tía đi đâu đây? Tía đi kiếm con chứ đâu. Trời đất ơi, mày ở trọ quận 8, tía lên quận 8 kiếm mày, rồi qua tới quận 4, giờ tới quận nhất mày đứng đây là sao? Trời ơi, con dắt mấy em đi thi đờn ca tài tử nè, nãy giờ đứng dưới coi nó hát á. Nhưng mà bây giờ không có coi gì nữa hết, hát xong rồi giờ đi về với tía. Về làm gì? Trời, công an chuyện làm, tao đang đây đang đăng đê về chi chích tiêu vậy tía. Mày làm cái gì? Mấy năm mày lên Sài Gòn mày theo cánh hát, mày nhắc tuồng không mà làm gì? Trời, nhục nha. Người ta theo cánh hát nhắc tuồng là tại vì hồi xưa mới vô đoàn thì phải từ từ mới bước lên, bây giờ khác rồi, giờ lên thì không còn nhắc tuồng nữa. Mày làm gì? Quân sĩ. Quân sĩ này có câu thoại nào không? Dạ chưa, quân sĩ phụ, quân sĩ chính mới được thoại. Trời đất ơi, chết tôi rồi. Nó hát kiểu này 10 năm nữa mày cũng không có câu thoại nữa. Bây giờ nghe tía. Về liền con ơi, ngày hôm nay tía dắt con về. Ngày mai đám cưới rước dâu, ngày một có cháu, con gái bà Sáu hiền ngoan. Tía nói sao là con út lè. Trời đất ơi, con út lè là con nào? Thì là út lé con bà Sáu xấu nhất xóm mình đó. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa mày để ý nó hay sao mày biết nó vậy? Thôi đi cha ơi. Trời ơi, nhỏ xấu nhất xóm để ý vậy, tại nó xấu quá nên nó nổi tiếng xóm mình, hiểu không? Phải rồi, tía biết con nhỏ nó nói xấu thiệt. Nhưng mà má nó có của, má nó giàu nhất cái xã mình đó. Bây giờ á, tía tính rồi, bay với nó lấy nhau, bay như chuột xa hố nếp còn muốn gì nữa. Thôi đi, vậy là tía bán đứng con luôn rồi. Trời ơi, bán đứng bán nằm gì có lời bán hết. Mà tao còn tính với bà Sáu nha, cưới nhau xong tao cho mày qua bển ở rể luôn. Đi ở rể? Phải. Tía, tía ơi, tía không nghe người ta nói hả tía? Nói gì? Người ta nói phận gái thì 12 bên nước biết bên nào trong biết sông nào đục. Trời đất ơi trời, tía kêu mày lấy vợ thôi mà, mày làm gì mày đừng có ý định qua Thái Lan giải phẫu thẩm mỹ hay gì vậy? Trời ơi, ví dụ thôi ông nội ơi. Chứ sao? Chứ còn thân trai như con nè, lưng dài vai rộng phải là chỗ cho người ta nương tựa, đúng không tía? Ừ, mày nói cũng đúng à. Vậy thì tại sao? Giật mình mày. Tại sao tía bắt con đem thân qua nhà bà Sáu ở rể và làm chồng út lé cô hương đẹp nghiêng nước nghiêng thùng tía? Cái gì? Nghe nè tía, cần con nhất để bồng âm vô dành. Tía cưới vợ đi, bước thêm tiếp nữa, muốn sanh nhiêu cũng được, là tha hồ bồng ẩm, chứ đừng bắt con xa cha già tội lắm tía ơi. Dạ mày à. Trời ơi, nếu mà muốn bước thêm bước nữa, mấy chục năm trước tao bước rồi, chứ ở thăm gà trống nuôi con chi hả mày? Nghe không? Tía, nếu tía cần con quỳ con lại tía, cưới vợ mà con buồn mà tía đâu dỗ tôi. Tía, tao lại mày, tao chưa có chết mày đừng lại tao. Trời đất ơi, cái gì mà dỗ không nổi, mày đưa cái mặt mày đi. Nó quất cho dài sĩ vũ đế mày lăn quay đi luôn chứ ở, mày dỗ không nổi hả mày? Đó, tía nhắc chuyện nhậu con mới nhớ, tía chỉ mình lên con là con à. Vừa là bạn nhậu, mai mốt tía gả con đi rồi, ai sẽ rót rượu rót bia, ai mua mồi cho tía? Từ cái ngày bay lên Sài Gòn ăn học, tía ở dưới quê chỉ tự sự quen rồi. Thất nghiệp luôn. Nói cái chuyện rượu bia nào phải đâu à, một phút một thời. Mà nó giống như cái chuyện trường kỳ kháng chiến vậy đó. Không có bạn nhậu này phải kiếm thằng khác thế vô. Mà nè, biết cái thằng khác thế vô nó có được chứ con không tía? Nói với con rồi, lên bàn nhậu là giống như mình ra chiến trường quánh lộn. Phải có đối thủ cao tay đủ đầy, xuân đã ngang sức ngang tài, nó mới đã con ơi. Vậy là từ đó giờ con phải là đối thủ của tía đúng không? Mày đâu phải đối thủ. Cái chỗ này bữa trước tao ngọt lắm đó, mà bữa nay lo mày cứ theo tao hoài, cái tao hát nó hơi bị mẻ chút đấy nhau. Con không phải đối thủ của tía gì, gì con không tin. Mày mà đấu với tía giống như Campuchia đá Việt Nam, chấp mày hai trái. Trời ơi, bây giờ đi ra quán ốc làm liền. Đi, đi con. Ôi mày, đừng đánh chống lãng, bây giờ nghe tía. Về liền con ơi, ngày hôm nay tía dắt con về.
sau bây giờ hát về liền nữa. Đại lúc mà không về mà cứ về hoài. Thì bây giờ tía muốn bay về lấy vợ, chứ bay ở đây về tía không thấy có tương lai gì hết á. Trời ơi, nãy giờ con nói tía là con dụ mấy tía giả chơi thôi, cho vui thôi. Chứ thật vậy, bây giờ con nghề nghiệp phát triển rồi, có dây dế diễn đàng hoàng. Thiệt bậy, hát dây đàng hoàng. Thiệt chứ không phải là còn cái làm lính nhắc tuần nữa đâu. Tía hãy tin con, tía phải cho con vài năm nữa. Cái gì cũng phải từ từ. Với lại con trai mà chưa có sự nghiệp lấy vợ con chi tía. Tía rau miếng đờn cho mùi em năn nỉ tía đi mấy anh. Tía chú con ở lại đi nha tía. Bây giờ quyết tâm theo ngày đúng không? Dạ. Trăng ơi, Trăng ơi, thấy con quyết chí lo cho sự nghiệp tương lai thì tía đây cũng mừng vui mừng si. Nhưng nghĩ tới tân con sắp ngoài 30 mà chuyện vợ con vẫn còn lẫn đẫn thì tự hỏi tía đây sao ăn già lòng. Cùng gì chưa có con dâu chưa có cháu ấm bồng. Mà bay nói thiệt cho tía đi, bay có nơi nào gá nghĩa hay là có quen nhỏ nào chưa nói cho tía mừng thôi nè. Trời ơi, chẳng những một cô mà từ quận nhất tới quận 12, từ Hóc Môn tới Bình Chánh, con nói tía nghe mỗi quận con có 10 cô đó tía. Trời đất ơi, con nói thiệt à. Trời đất ơi, mới vừa hiểu rõ ràng câu chuyện, sao bay nở đang đục chịu trong nhờ con đâu dám thở. Con đang cố gắng làm nghề cho xứng đáng tía ơi, không lẽ cứ nhắc tuồng rồi làm lính một lính hai, cầm cái giáo chạy lòng vòng xin giá. Tía hãy yên tâm khi đường công danh sáng lạng, con sẽ chăm lo cho hạnh phúc. Thôi được rồi, nghe mấy lời hay mới tỏ phân á, thì coi như là lòng tía cũng an tâm đôi chút. Dạ cảm ơn tía. Nhưng nếu trong 2 năm mày vẫn còn là quân sĩ, con sẽ nộp mình ở lại cho tía vui. Rồi vậy không? Rồi thì chào bà con về. Tự nhiên ta đang thi tài tử rồi ra phá quá. Rồi chuyện gia đình em đến đây kết thúc. Xin kính chào bà con em về. Dạ. Kính thưa quý vị, vừa rồi là tiết mục Con Trai Của Tía, tác giả Lâm Viên, trình bày Hồ Hải Đăng, Dương Bá Thành.